Hai các bạn, chào các bạn. Hôm nay là tháng 12 rồi các bạn. Cuối năm là lễ Noel sắp tới, giờ New Year, Việt Nam New Year, giờ Tết Tây sắp đến. Thì mình ngồi buồn, mình nhìn lại cái dung nhan của mình. Hôm nay nó nhìn nó tàn quá các bạn. Mình cũng 60 tuổi rồi. Thì con gái mình nó thấy mình buồn buồn, nó nói mẹ cũng còn đẹp nhưng mà mẹ không có chịu sửa soạn thôi. Để hôm nay cho em đi phờ, con gái mình nó sẽ trang điểm và nó sẽ sửa soạn cho mình. Nó chịu khó nó trang điểm thôi. Xong. Nên bữa nay nó sẽ ra tay trang điểm và nó chỉ mình trang điểm chút chút để xong cho mỗi ngày ra ngoài. Mỗi ngày đi ra ngoài mình chịu khó trang điểm chút xíu thì mình sẽ đẹp thôi. Nên hôm nay nó sẽ chỉ mình trang điểm. Chị chết cái miệng lại. Ừ. Rồi. Nó nói mẹ yên xong tâm. Rồi. Mẹ yên tâm đi. Con sẽ tra tập cho chỉ cho mẹ trang điểm thì mẹ sẽ nhìn thấy đẹp hơn và mẹ sẽ vui hơn với mẹ tối ngày mẹ trong nhà mẹ không có trang điểm. Ok, thôi, bye các bạn. Thôi các bạn hãy theo dõi mình nha. Con cái mình sẽ trang điểm mình lát mình sẽ cho các bạn xem. Đó, chị nhân sắc 59 rồi đó. Ở đây sẽ xem nhan sắc mình như thế nào nha các bạn. Nhan sắc của mình hiện tại đây thì các bạn hãy đón xem before cái trang điểm thì mình đẹp cỡ nào nha. Hai các bạn, chào các bạn. Hôm nay mình rất là vui vẻ tại vì mình sẽ được con mình làm đẹp. Con mình nó sẽ biến mình từ 60 thành 59 thành 59 thôi, 60 thành 40 tuổi. Nó sao nói? Sao nói hả? 59 rồi. Hôm nay con mình sẽ chỉ mình trang điểm để mình tự tin là mình vẫn còn đẹp. Bạn hãy đón xem sắc đẹp của mình sau khi con mình trang điểm nha. 40 tuổi thì hơi quá. Khoảng chừng 59 ok. Thì 59 con tuổi làm chi? Mày nghĩ sao make up mà làm như là thấm đi làm đi cắt mổ vậy? Đây mình xài cái này thấy không? Mẹ muốn đây nè. Rồi bỏ xí xì rồi mắt qua đi em đâu mắt mẹ ít ít ngủ nó thâm mẹ con mẹ tôi nhớ quá quẹt đâu trước hết là đánh đánh kem đánh đất quen đó. Cái này là kem giống như là lotion vậy, nó nhẹ lắm. Thầy biết làm không ạ? Con làm cho mẹ, lát mà làm cho con được không? Thôi, y chang vậy đó. Con làm, con đẹp, con quẹt chút cũng còn đẹp, con tụng nữa trời. Xong. Là thiếu đồ nghề, quanh bên đây. Giờ con mình đứng ra ngoài rồi đó, mình để mặc cho con mình nó làm cho vui với thật sự mình đi ra ngoài đường mình chỉ tha một lớp phấn nhẹ với tha miếng son là mình cũng thấy đẹp rồi các bạn. Rồi, đẹp chưa? Bây giờ cái này là concealer, cái này thường á để ít đi con mắt mà thôi đừng để cho nó bị đen. Đó. Làm sống mũi cao lên làm gì? Này làm trang điểm bình thường đi ra ngoài và đi party đi tiệc tụng này tự nhiên mà tự nhiên sao mà chưa gì quậy quả quá trời vậy này ít mà mẹ muốn vào giống con không muốn chùi cái mỏ trước lên bờ để nó mới tăng màu son nó thấm vô cái chùi cái miệng đó. Đúng không? Không sau này nó không bay. Đấy. Hát ra rồi. Rồi. Kiểu vậy tầm ai được rồi, lát gì bự của môi á. Trời ơi, chết chết. Thẹp bỏ rồi. Sau này nó rồi, mày chùi hết á. Mẹ thấy trắng bóc rồi đúng không? Don't worry. Rồi, bây giờ lúc mà lại kem nó cũng... Nó cho này là chỉ ngược lỡ nè, để đi. Để mẹ thấy nó trắng không? Mẹ lo.
Mình phải bỏ phấn là tại nó rất rất là để xí phấn, phấn này không có đào không có gì hết á. Yeah. Ít thôi. Ấn này. Nhắm mắt lại. Nhắm nhẹ thôi. Chấm tự nhiên bên này chấm tự nhiên. Chứ. Rồi bây giờ vẽ phía ngoài. Lấy giấy đi chùi đi cái da này đi phía ngoài chứ. Không màu đen không màu nâu. Tóc màu nâu thì là màu nâu mà tóc màu đen là màu đen. Sai cây này nè. Cây này very very good. Đẹp không? Cái cặp chân mày cũng quan trọng lắm các bạn. Nếu mà mình trang điểm đẹp mà cặp chân mày mình làm xấu rồi thì cái khuôn mặt mình nó phải theo cặp chân mày xấu quá luôn các bạn. Cái ăn thua cặp chân mày. Muốn dễ dài ra xíu nha. Thôi vậy được rồi. Thôi thêm miếng nha. Cặp chân mày là nhìn dữ hay hiền ở cặp chân mày đó các bạn. Này mình tô nhẹ nhẹ này. Đẹp rồi. Vậy con làm đẹp cho mẹ nhìn đẹp rồi đó. Đến mốt đám cưới con này làm sao? Làm sao ai làm cho mẹ? Đám cưới là ai? Cưới con. Cưới ai rồi mình đám cưới? Ai cần đăng ký? Thôi. Con mình đang tiễn thôi. Thôi. Ai sao được tự nhiên đi ha. Đây, cái này là của Urban Decay. Wow. Mày thích màu gì? Màu nào có làm thấy đẹp tự nhiên đó. Lớn tuổi rồi. Chọn màu này. Mẹ sợ lắm mà đẹp hơn con quá mà. Mẹ hả? Chưa gì thấy đẹp đẹp. Đẹp đẹp hả? Vậy mình mẹ phải tối nay con mình nó bắt phòng bắt khách sạn cho mình bắt phòng cho mình lên casino mình chơi và sẵn mình ngủ tại khách sạn ở casino một đêm thì nếu mình có đi lát mình đi mà có đi mình sẽ quay một cái clip trên casino cho các bạn xem. Yeah. Trên đó là đẹp lắm. Bây giờ người ta trang trí trên đó đẹp. Rồi xong. Nè, mẹ muốn làm lông mi giả. Mẹ lấy lông mi giả này. Đo theo con mắt mẹ cắt. Dắt bên keo lên. Đừng nhúc nhích nhé. Đừng nhúc nhích. Dẫn xuống rồi. Đẩy không nha. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Ngứa không? Không. À, bên đây đẹp nè. Bên đây bị sụ đúng không? Ừ. Hai con mắt rồi các bạn. Người nghĩ đâu bây giờ. Cái này là thợ này không xong rồi. Cứ thấy không ai thì sao? Dạ. Con bên đây nè, nó bật lên vậy nó đẹp không? Con bên đây nó sụ. Thấy không? Thế ừ. Không? Thỉnh con mắt đi. Mày thích con nào? Con này. Ngừng, con này ngừng hẳn thôi. Đây thử một lần nữa nè. Vậy là thợ này không có chuyên nghiệp rồi. Mặt mà trắng quá nè, lấy cái này nào. Lấy cái chổi. Hay cỏ. Hớt cái mặt vô. Ở bên đâu. Nào kiếm con luôn nè. Chưa. Con mà ấp cái đó là mặt mày ốm mà nhìn nó già. Thôi. Không, mặt ai mập mới làm cái đó. Nó có màu sắc. Mặt mình là đó giờ đẹp tự nhiên nha các bạn. Không có sửa bất cứ cái gì trên khuôn mặt mình. Có không? Không, hồi trẻ mình rất là đẹp. Bây giờ mình rất là già, xấu, nhăn nheo. Nè, cái này má hồng. Thánh má hồng nhiều người nên cho nó giống trẻ rồi. Cười.
Sơn Dior Super Long. Hồng quá mà. Hồng quá không? Nó coi vô phim thì được. Không bị hồng. Em ba đó. Thì thôi. Đẹp không? Các bạn đón xem bây giờ là bao nhiêu tuổi đó các bạn? 59. Đừng dòm con mắt bên đây dòm. Thấy con mắt này nó sụ. Ừ. Mình cũng còn đẹp lắm chứ. Mình ngưỡng lắm à. Mình cũng còn đẹp lắm chứ. Thôi mày hỏi bố đẹp không ạ? Thôi không là. Thôi là. Các bạn cho like nhiều lắm các bạn. Các bạn thấy thế nào? Before và after. Thì con dán con này lại đi nè. Ờ dán sập xuống ra tự nhiên. Ờ con này nó con này á nó đẹp, bây giờ con này nó xấu nên giờ phải làm cho con này nữa. Nó xuống xuống để giống con này. Đi đi ha, đi mà con mắt này con. Ờ con thấy con này đẹp không mày nghĩ? Đó. Đẹp không các bạn? Before, after. Mắt lớn mắt nhỏ kìa. Ừ, tự giờ lông mi nãy giờ gắn qua vẫn được. Vòng vòng xem cái video quanh nhà mình hoài cũng chán phải không các bạn? Hôm nay là hai mẹ con làm một cái video mới. Đó, đó là những cái đẹp đó các bạn. Nè, cái cổ mình nè, nhăn nè, 60 tuổi rồi cái cổ nhăn giờ. Đó, các bạn thấy giờ mới là đúng chút. Đó, mỗi lần nè, thấy không? Thấy mập vậy mà, ấy lên thấy mập cái gì vậy? Đó, thấy không? Các bạn thấy trẻ ra liền. Ghê ha. Đẹp liền mấy bạn. Đó, mỗi lần đứng chụp hình là kêu con mình đứng gì lại làm vậy đó các bạn. Bóp cái cổ. Hi, okay. Bye. Bye các bạn. Bye các bạn. Bye. Bye. Bạn không? Thì ra đây. Sau khi mình trang điểm thì mình thấy là sự quan trọng của nói chuyện bình thường thôi. Coi. Để lần mắt không thấy đẹp. Những mỹ phẩm để trang điểm làm đẹp rất là lợi hại các bạn. Tự vì mình hồi nãy mình nhìn mình buồn á các bạn, bây giờ mình cảm thấy tự tin khi ra ngoài mình trang điểm chút xíu mình sẽ thấy trẻ đẹp ha mọi người, mình thấy tự tin ha. Và bây giờ sau khi trang điểm mình gọi mình trong lòng mình vui, mình thấy muốn đi đâu cho bây giờ à. Mình đi encore chơi. Rồi giờ mẹ con mình sẽ đi casino chơi chứ, để nãy giờ trang điểm thấy đẹp giờ mình ở nhà cũng uổng cho các bạn. Thank you các bạn đã xem mẹ con mình. Bye các bạn, chào các bạn, hẹn các bạn ở những video kế tiếp nha. Bye các bạn, sau khi trang điểm mình cũng không có tệ phải không các bạn? Bye. Bà đẹp không? Bà đẹp không? Không, đó bà đẹp quá đó đi con. Ồ ơi. Hùng bà miếng không có bức lông nhau của bà ơi. Hùng, các bà đẹp quá đó con. Nói đi. Nói đi. Nói đi. Là em Jenny. Làm đẹp Jenny hả? Làm đẹp Jenny quá hả? Ờ, Jenny muốn làm đẹp Jenny. Bà đẹp không? Nói đi, bà đẹp quá. Nói đi. Đẹp quá bà. Đẹp quá bà.